ý y mà buông là nó trả ngược vô trong cái nhà. Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở chợ Cái Nứa, ấp Hòa Chánh, xã Sơn Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Bà của Hoa đến đây để cưa tỉa cành lại cây me hơn 500 năm tuổi. Thì hết chỗ để treo rồi, ba của Hoa dùng chính cái phần thân của nó để treo nó luôn. Đây cái phần nhánh khô nãy nó rớt trên mái nhà. Chớ từ từ chú ơi. Có hai cột thêm sợi dây điều khiển. Quá trời đám mây đen.
ruột tay luôn rồi. Có một người mà bay gần tới mái nhà luôn á. Ruột gì lớn rồi, ruột gì lớn xuất ra luôn kìa. Rồi hên lại ra ngoài. Cái tay nó ra thì gì lá rồi bả gì không bị gì hết á, ra ngoài hết lên ra ngoài rồi tép thịt luôn kìa, đâu trời ơi gung tay luôn kìa kia. Dạ, để kia nó nặng hơn. Cái kia nó giục luôn kìa. Ừ. Giục phụ tả cho nó giục dưới đây. Không biết quay trong trong video quý vị có thấy không nữa. Anh. Trong cái gũi có cái mai nè. Cái này con kia đây nhìn nó dây nhiều. Trời ơi. Hồi nãy vừa tới mái nhà là anh Hiền anh buông ra chứ không thôi là đi vô ăn cái mái nhà luôn rồi. Không chịu lên trên luôn á. Mẹ. Không phải ăn. Nó không quá nặng rồi bà con Hòa kích cái sợi dây qua bên phần phần nhánh cái bên đó nè. Nhà nhánh khô rớt xuống mái nhà luôn. Ở nện hên là nện hơi lệch qua cái cọng dây để treo á. Nè. Hơi lại giật dây luôn rồi. Vô vô đây. Dây đó để xả mà. Dây đó ba xả chạy rồi. Điểm hờ đi. Ba con Hoa treo dây ở phía trên á. Ba con Hoa giữ sợi dây chính. Này là treo hai sợi dây luôn á. Sợ phần nhánh phía bên đây nè. Treo chịu không nổi. Ở đây hết đi. Được rồi. Kia nặng rồi đó. Dây kia nặng rồi đó, tập trung dây kia đi. Dây nặng á. Dây này đâu sao không? Bên kia, bên kia. Qua bên kia, qua bên kia anh. Cây quá cao mà hoa quay không có hết được xung quanh được. Rồi lại nhánh cái lá lên nó có sức không? Trời ơi. Ủa kéo gì dữ gì dữ vậy? Thôi nó chống vô cái đó đó. Nắm cái nhánh đó anh. Có chừng cái nhánh khô nó trả lại đó chú. Thôi xả vừa hết dây luôn á. Quá luôn rồi. Cây này đợt trước trái quá trời luôn á, giờ ra tược ra bông lên nè, sắp sửa có trái mới nữa. Cây quậy ta. Mà
hoành, 124 hoành. Dây này không biết sao mà kéo bị giục dây hoài luôn á. Bây giờ ba cũng hoa rút kinh nghiệm là kéo chừa cái phần đuôi dây dài hơn, có 4-5 tấc. Đứng mà chợp chân quá trời luôn á. Bà có hai với anh Hiền à, chú Dân với anh Hiền à, nắm cái sợi dây lại bớt hay là nó giật vào trong cái phần thân cây á, chứ không thôi là quơ kéo anh Hiền với chú Dân đi luôn. Xả ra bên kia, xả dây mấy chú ơi. Xả đi bên kia xuống. Xả dây chú Đường ơi. Mấy chú lùi xếp vàng sao á mới có thế kéo. Xả đều tay, xả đều tay. Từ từ xả luôn ơi. Thì dướng dây rồi, sợi dây gần hỏng lên phía trên á. Kéo kéo à. Chú Đường ơi, lần sợi dây xuống phía dưới chú. Kéo. Con cô kéo luôn. Ôi ơi. Trời. Buông sớm quá. Chú buông rồi. Buông sớm quá, trúng cái băng đá rồi. Mấy chú buông dây sớm quá. Dây treo buông sớm quá. Kéo hết nổi buông dây luôn. Kéo hỏng giò luôn à, biểu không buông. Đây đó làm sao bác Bảy ơi, cái đó có xuống nữa không? Hay là thôi. Thiếu luôn. Cái đó là cân bằng rồi đó. Sợ nhánh nó dèo vào bên mái nhà nữa. Hoa nhờ chú Dân đo cái hoành cây này nè, hoành thân cây.
Để chú không lộn thước lại. Trời hơn 130 luôn rồi. Hơn 130 rồi. Này nói chú dân ông là thấy không giác rồi. Xe đâu chú, xe chiều nào? Thôi. Bự hay nhỏ? Rồi. Chú dân lật đời bự. Rồi, rồi. 130 quạch. 130. Đúng rồi, 130. Chưa. Đó, đó, đó. Đó, 130 quạch. Ở trên này bự hơn nè. Chú đâu chú chậm thử. Ngay chỗ này nó bự, nó bị bọng xong rồi. Ê, nó nái lại nè. Chắc ghê, chắc 170 luôn, trời ơi. 170 quá trời bự rồi. Cái đường 170 quạch. Cái mặt này 3 mấy luôn. Trời ơi. Mặt 38. Dạ. Cái lỗi như là lỗi 20 không? Lỗi 22 luôn. 24 luôn. Mấy chú chịu hết nổi, buông bể bằng đá mẻ miếng. Để cho nó dưới chú. Dưới, để dưới đừng giật lên. Không dựng, không dựng sợi dây lại nó quơ quá trời. Bây giờ là ba con hoa cưa cái phần nhánh mà treo dây nãy giờ. Nè ai mà ở trong nhà không biết chắc nguy hiểm. Hết hồn giật mình hoài đúng không? Đi vô xin đi, đi vô xin đi. Xuống từ từ đi, xuống từ từ đi. Đại đi, đại đi. Kéo có hoa cục mấy cưa luôn rồi. Qua lại đi, qua lại đi, qua lại đi. Cục mấy cưa thả xuống mấy nhà. Bớt đây ngự, đánh lạnh không? Vô đây. Qua phải ông Hữu bên đây. À, chú không đứng gần gần, chú đứng vậy mình chú lãnh. Đâu có người sao lãnh. Vô. Chú không cho được đứng xa vậy. Sao cao cao trên chú. Nhanh bự, nhanh bự, nhanh bự. Vậy tét nhánh rồi trở lại đó. Sao không gãy? Me nhánh khô mà. Ở xuống từ từ đi, xuống từ từ đi. Nữa nữa còn dướng đó. Hay quá. Ôi xong rồi. Vỗ tay. Vỗ tay tự hưởng cho bản thân. Quá mừng. Không cần. Bà cũng đang tụt xuống rồi. Nói chuyện nè vô. Ba con hoa nó tiêu luôn rồi. Mọi người nãy ra mấy giờ chứ ba có đồ
lên cưa bớt mấy nhánh nhỏ rồi ổ bên kia. Nhậu qua lên sớm. Đại chốt anh Hiền ơi, để ba em xuống coi. Chứ dân leo lên đặng biết cây me 500 năm nữa. Lấy cái mẹ nhỏ nè, cho hai người cưa luôn. Vậy. Không, chú dân ở dưới mấy nhỏ được mà nè. Mấy nhánh nhỏ nhỏ dưới đây nè chú. Dạ. Chơi luôn, lấy mấy bự luôn. Leo cây 500 năm tuổi đồ chú dân. Đâu phải lúc nào cũng được leo đâu. Anh Hiền thì leo lên phía trên cắt cái nhánh xỉa vào nhà nè. Và ngang đường dây điện nè. Còn chú Dân thì cưa nhánh nhỏ phía dưới. Gọi hết lên rồi, ông không dám. Chú bỏ máy cưa lên cái hốc đó được á. Bỏ máy cưa lên cho anh đi, dễ leo lên. Ôm không lo ôm cái cây không leo không được. Xa lắm chứ mùa gần đâu, đứt đâu đầu cục điện. Chổi không gì điện. Rồi chơi với đêm điện. Ôi chờ dưới đây, 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 chờ dưới đây. Chú Dân ơi, tôi thấy ở dưới đâu có bự. Bự thiệt. Còn phía ngoài kia đang cắt tỉa mấy phần nhánh nè.
thôi nha, từ từ nha. 1, 2, 3. Leo lên giống như đeo móng leo chú, gung không? Bao nhiêu năm tuổi rồi mới thấy cái me về chú Dân? Chú Dân này 47 năm mới thấy cái me bự vậy. 47 năm mới thấy cái me. Xứ của mình với chung với xứ của anh Đồng là không có cái me nào mà chung là phân hết trở lại thôi, có một tay có chứ cái me cỡ gần bằng này cũng chưa có nữa. Ở Tiền Giang chưa thấy cái me nào cỡ này. Quành tới 300 quành trở lại. Dạ. Còn mấy anh tới chắc 400-500 quành, vừa 500 á. Bố, ba con ôm 4 sải rưỡi. Vậy hả? Đâu, cái nãy hình như có cái thước rồi chứ Dân. Đo hết không? Cái thước chứ Dân. Thước chứ Dân là 700, không biết là quần nước 700 luôn quá. 7 mét hả? Kìa chú Dân. Thước 7 mét hả? Dạ kìa. Tao đo thứ rồi, cái quành đủ không? Đi chưa, để ra ngoài cái. Thước, cái thước. Đủ chưa chú? Đủ mà. Chứ đo gì kỳ á, đo trên dưới vậy không được rồi. Ở dưới á, ở dưới á. Rồi, không bóng đi. 600 luôn rồi. 600 hoành đúng. 600 hoành đúng. Mà chưa, chú ấy hơi lệch đó chứ hơn 600 á. Nhưng mà cũng hòa cắt tấm mấy tấm thớt me. Ồ cái lỗi kìa. Hơi bóng rồi. Cài được mặt. Lỗi nó đen thui luôn. Anh không mộ nhí. Hello cả nhà nè. Chị ở Đồng Tháp. Phan hâm mộ. Thì cái nít hâm mộ đi em. Em vui vậy. Dạ. Em vinh dữ vậy. Dạ ai cũng hâm mộ cho hết mấy. Mộ gì vui vậy. Dạ dạ. Đến Việt Nam mình quá khỏe rồi. Bộ này làm giống như cái bonsai hả mày. Phải xa nhìn vô nó thấy nó đẹp ha. Vậy cơ mới đúng. Dạ dạ. Cái gì mình mé lại nó tươi lại liền. Rồi dùm gỡ nghỉ chưa, gỡ nát cái cưa kì gòn. Không phải chỉ cưa thêm cây gòn gai nữa. Chỉ cưa kì gòn gai gần đây. Đây Hoa quay lại một lần nữa cây me cho quý vị xem. Đây trừ cái phần tược chính giữa thân. Mới cưa có một hai nhánh lớn thôi mà quá cực luôn. Rồi Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hoa mong là quý vị sẽ để lại bình luận phía bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đây gom đồ này chú Đường nè. Là chở dây thôi đó mà vậy nè. Đây là xe của chú Dân. Xe ba của Hoa nè. Và xe của anh Hiền. Không có, tại vì vậy nè. Có nhiều người ta nói xin ba. Mà ba của ai? Con bé cái người già cái ta xin ba hơn hay luôn. Cho nên là ba của tôi và là ba của em, ba của con, ba của mình nữa, ba của Hoa, hay ba của Toàn, hay ba của Tùng cái gì hết chứ. Ủa ba mày mà tao kêu quá luôn sao? Ba của mình lắm đó mình ơi. Ba của mình, tôi nuôi ba của chúng mình hả? Ba của tao, tôi. Ba của tao hả? Sao được chú? Chứ Đường, chứ Đường chỉ gì kỳ quá. Rồi. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chào quý bà con mình nha.